Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, còn sếp của mình là Danh nè, Sang nè, Hoàng nè mọi người. Anh Ba thì đang cầm máy quay, Toàn thì đi Sài Gòn với chú Khánh nè mọi người. Đang trên đường về đây nha. Dẹo thì nó mắc mưa ở nhà, nó chưa lại kịp. Rồi mà hồi tụi nó sẽ lại luôn. Thì sau lưng mọi người đây là ẩm thực Thái Lan nha mọi người. Ẩm thực Thái Lan. Cái khu này đâu mấy năm trước không? Một năm trước là anh em mình nó múa lăn ở đây một lần rồi mọi người. Năm nay không biết sao, không có kêu show hay là không ai lãnh show hay là sao cũng biết. Thì hôm nay anh em mình sẽ dắt mọi người vô trong đây. Cái thứ nhất để tham quan cái hội chợ này, cái thứ hai nữa là ăn những món ăn Thái Lan nha mọi người, chứ không phải với tư cách là đi múa lăn nữa nha. Ok rồi, bây giờ bắt đầu. Không biết nhạc này có giúp em quyền không ta? Không. Chắc không? Chắc không. Nó to à. Đó, tay anh em mình. Anh Tướng Miêu nói mới giúp em quyền á. Cái clip anh mới bị giúp em quyền. À, đây anh em mình mua vé mọi người để vô cổng. Trước thì mua lăng thì vô cổng miễn phí mọi người, còn giờ anh em mình phải bỏ tiền túi ra để mua nha mọi người. 30.000 một vé. 30.000 một vé cho một em. Em trai này anh có là đi coi lộ lộ mà. Đó. Có nè. Quay định vũ. Bữa nay có lộ lộ nè. Có phẩm danh official nữa. Có luôn. Có phẩm danh official nữa đấy. Có lại Kabi. Lại Kabi tông lào. Dạ anh em mình đi vô trong nha mọi người. Đây mọi người bước vô thì mọi người thấy là những cái sạp đồ bán hàng rất là nhiều luôn nha mọi người. Từ mắt kiến rồi các kiểu luôn. Ông nội này đâu đây vậy? Có gái nữa. Có gái không? Có. Đi vô đi. Danh tối ngày gái hoài hoài. Mượn kia. Đâu? Hello. Giờ mình đi đâu đầu tiên giờ? Bây giờ mình đi tham quan đi. Đi tham quan vòng vòng đi, có gì hay mình sẽ quay người xem đi. Mình đi tham quan vòng vòng đi. Rồi họ có cái gì mà hay mình sẽ quay cho mọi người xem. Có hay quay đi. Có hay không? Có hay. Kênh này. Không tính ra mình hên mà đi tới đâu tới kênh tới đó đúng không? Trên đó là những cái đoàn lưu tô người ta đang hát nha mọi người. À, thấy cái chị ở xanh không? Đấy. Chị ở chị Ngân không? Ừ, mà qua chị Ngân đi rồi đó. Quái hình chị Ngân. Thì ở đây là chính là những sạp hàng đồ Thái Lan và đồ Việt Nam mọi người nha. Là chị mấy quay bả mới biết mình nè. Ước. Rồi, em xin được phép. Gì? 21 cái điểm kêu qua. Có một ạ. 33. Mua vé phải không? 47. Có bè. Và con số cuối cùng là số tuổi của người đẹp Bảo Ngọc, 6 chung. Hợp lệ ạ. Rồi, hợp lệ luôn quý vị ơi. Những tấm lấy vé không may mắn cái dòng loại này, anh chị em mình vui lòng qua trò lại giúp em. Mình vứt xuống ít chân của mình đó, để một hồi nữa mấy anh chị em của em trong phòng vệ sinh đó thao tác dọn dẹp sẽ đơn giản hơn anh chị nha. Và ngay bây giờ anh em nào mình thoát chấp nghi ngờ vui lòng lên đây em cái trò này những con cờ. Còn không ai có thiếu đề gì nữa, em xin được phép vào tài khoản qua bên ngoài qua cho tướng công của em luôn. Rồi, cha đi mất tiêu rồi. Rồi, nhà mời... Chị nói là cô gái lòng tâm có cái con kỳ nhông chính giữa. Sao lòng? Sao? Em tính nó sao hả? Bị lẹo lử vậy. Em ơi, cầm em ơi. Giờ anh em mình đi vòng vòng chứ đi mọi người. Khoan hai chơi lô tô, xíu hai chơi lô tô nha. Mày đưa anh ba cầm là dở. Sao vậy? Vô đây gái nhiều lắm không? Chú ý tập trung quay đâu. Nhìn vô cái máy quay thôi anh ba, đừng nhìn đâu hết nè. Đi. Cái này tao gọi là cái gì vậy? Cái gì đẩy á? Còn bởi cái gì mà đẩy á? Tao có cái đường gây nữa ba ơi. Cái đường gây đẩy á mày không thấy mẹ. Được rồi. Rồi trả xe chị ơi. Đúng chuyện em ơi. Trả xe chị ơi. Trả anh bảo nó tóc không à? Cái này danh sau lưng này danh. Em gửi lại. Rồi giờ anh em mình đi tiếp mọi người. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of. Thì bây giờ nó sẽ vô mua ốp lưng nha mọi người nha. Đây nha, ba. Dẹo dẹo. Dẹo mới lại mọi người. Đây, áp lưng cổ rộng. Đối tướng miêu được á. Không đẹp nha. Tiếng miêu chơi gặm luôn á. Tiếng gì tới vậy? Tới vậy? Tình chày nha. Ở trong này không chày. Cái này là gì á? Bình đồ này. Ây, thật lâu. Bình an mọi người. Nè, mấy cái này cũng xịn nè. Rồi, mới đó mấy. Cái này 13 thì ông ơi. 2 ông ơi. Ê mà nó bự hơn 13 gì không? 12 đâu rồi à, chỗ 12 rồ mắt á. Ở đây có không? Cái này có không? Có, hổi trang gì luôn, anh lựa hình đi thấy hổi trang gì chứ. Hổi này đưa biết cho ai không? Chị tính miêu, chị ngăn không? Đường năm sụt nó hợp lý. Máy đen kệ tao. Này tắt máy bị gì vậy? Quay không không? Đang kệ sáng đang lựa mọi người. Vô đây chủ yếu cho sáng mua ốp lưng. Để hồi nó lựa được cái nào mình quay cái đó cho mọi người xem. Cái hồi mà mai em mua được cách. Nó bán mang gấu nữa ta. Ốp lưng này ốp lưng cũ hả mà? Cũ ngoại vậy, trụ bịch nhắm. Ba. Ốp luôn rồi. Đẹp bơ á. Quay mặt kính à. Có 50 ngàn à mọi người. Dạ. Này con hoàng. Nè. Mặt 70. Gỡ keo ra bạn. Mặt. Ai à. Gỡ keo ra. Bốc siêu, bốc siêu. Bốc siêu. Ôi nó bóng kìa. 70 con hoàng 70 không? Các bạn có em 70. Chén gương là 70. Còn mà ốp bình thường thì là 50 nha mọi người. Bà nó mới nhận cho ba. Cùng cho ba. Cười ghê chị đó chứ nhìn chị cười. Cái này nhiều mấy ông cũng xấu xét à, rất lạnh. Ba tóc. Đã ba nó nhột nhột cho mua cây về để dành nhà chơi. Tự làm không có nhột nha. Tại vì mày biết rồi, kiểu như tiểu như mày tự chọc ác rồi mày không có nhột. Người ta làm cho mày nhột. Gần người nha. Chịu đựng à. Chịu đựng à. Cái này bao nhiêu à? Ai bán nè? Chịu quá. Bó không? Chịu vòng học chơi. Chơi chị giáo. Tiền nè chị. Cho không đã luôn. Trời ơi. Ôi vậy anh sọc. Sọc lên bọn luôn nè. Mày nói vậy nè. Dạ, chân thủ với chú. Chú bư kìa. Chú bư kìa. Chú bư kìa. Chú bư kìa quá. Chú bư kìa. Đây vậy vậy. Có gì ông nội hết không? Vô cùng lạnh. Lấy. Lấy xích dầu cù lằn cái. Cù lằn ba nè, dầu cù lằn. Mày cù lằn. Bây giờ anh em mình sẽ chơi trò này nha mọi người. Tiêm cù lằn luôn rồi. Tiêm cù lằn. Hút cù lằn. Hai trò này tiêu. Nổ từ 1 tới 3 bóng thì được khẩu trang rồi thì cột tóc. 4 tới 5 bóng thì được cái nọ. 8 bóng 6 bóng luôn là được gấu nhỏ. 7 bóng luôn được gấu lớn. 8 bóng là được mình. Quay. Không tắt bóng luôn. Na na na. Tắt bóng là đền luôn. Bóng vô không? Dạ hai. Bóng cho tắt bóng này hả? Đá đi tao bóng nè. Rồi. Quay. Em chim tắt bóng. Đâu cho em 14 cây đi. 14 tiêu. Làm
Là cái này là tính riêng hay tính chung ta? Tính riêng em. Bây giờ Di đội đây, Di đội nè. Di đội đây giờ anh bắt bự với ai? Em đây phóng dữ lắm á. Mày hả? Ừ. Mày quan với anh đi. Dạ. Thiệt em phóng dữ lắm á. Ừ. Ừ. Ba ơi. Rồi vô đây. Nó quay đó. Ừ, nó quay. Mày quay á, mày đừng phóng. Bên nào mà phóng nhiều đứa đó cho tiền chầu này. Đó. Rồi dĩ ba. Ừ, nhắm mắt không ăn chung. À nhắm mắt không hả? À. Nhắm mắt luôn hả? Ghê vậy. Nè nè cái chúng này không nhờ đánh ghẹ à. Nhắm mắt không nhắm mắt không. Né là tốt. Ờ, cái này mang hơi cao lên hả? Bây giờ biết rồi. Hả? Con quay YouTube. YouTube hả? Dạ. Yeah. Ăn luôn cho nó. Vô nè. Phóng cái bọc là dính nè, quay cái bong bóng nè, nổ cái bốc nè. Phát ăn luôn rồi. Phát luôn. Trời ơi. Một cái nè đúng không? Nhìn cái mép cũng vậy trời. 2 bóng nè. 3 bóng rồi. Quất thế. Đâu. 3 bóng nè. Rồi, thầy bắt cua. Cố lên đi, lên 4 bóng được nó ngọt đi. Bên mình là 7 tiêu được 3 bóng nha mọi người. Bên tôi là hư dữ nè. 1. Trời bóng chúng bóng không bể luôn cả. Nó bị lọt. Bóng điểu cái gì vậy? Cả bóng trên đúng bóng dưới kìa. Ông lại bóng điểu cái gì vậy? Bóng kì vậy? Rồi có con bóng màu đó, lên 3 còn mấy tiêu? 3 tiêu. 3 tiêu. Kìa. Tôi kì vậy? Vậy có tính không ta? Vậy không tính hay vô? Bóng rồi. Bóng đi. Rồi. Còn cái nữa. Rồi. Ba hay điểu gì dữ. Kết quả chung cuộc là đội của anh Ba được 1 bóng nha, đội mình được 3 bóng nha. Ủa, ngon hả? Là lấy khẩu trang đi hả? Hay lấy cục tóc? Lấy cái bông này chứ, lấy cục tóc đi qua. Lấy cái bông. Gấu bông gấu luôn nữa. Lấy cái bông. Bóng chúng tiền nào rồi lấy gấu bông. Lấy khẩu trang nha chú. Chú bị gì đấy. Lấy khẩu trang hả? Còn lấy cục tóc kia ta. Đường hàng. Đường hiệu. Thằng người yêu, thằng em gái, thằng chị gái. Lấy cái màu đen đi. Màu đen, chơi luôn. Rồi, thằng đeo một cái nè, bên đầu bán đeo một cái. Ở đây đeo một cái. Đang chi vậy? Để chơi với nó. Để chơi với nó. Đi tiếp. Phơi vậy? Vì biết là rất là đã từ xưa như thế này. Cái đó gì á? Hơi à. Hơi nước á. Giết một hơn ba sạc. Kém mỗi gít nước à. Để có bằng kem kìa. Bữa nay anh em mình đi là trời mưa luôn mọi người. Dạ. Vắng á, phải đi bữa không mưa ở đồng. Đúng rồi, bữa nay vắng. Rồi cái cây học đâu rồi? Học đầu đường nào? Chú Hoàng á, chú Hoàng cầm. Đâu rồi, chú Hoàng. Có xe điểu kìa. Có xe điểu rồi. Theo gà ba. Kè như nước kìa. Thì bữa nay đi hội chợ có ba mình đi đó mọi người. Đây. Xì tin chứ. Mấy cái áo nhìn xì tin, ba mối vậy? Dầu ốc cù lăng. Ba mối dầu cù lăng nha. Mua dầu không ba? Cái gì vậy? Ba trên nước gối rồi đó. Mua dầu cù lăng nữa. Đi vòng vòng chơi coi. Đó, thì đảo được nó làm hỏa chứ. Trời ơi, nhìn tí dí hương quá. Gì vậy trời? Hỏa. Ok. Có quay em vậy không? Em quay không? Đây sao vậy hả? Anh đâu? Quay xa không có hết khung hình, cái mặt nó tràn khung hình luôn phải không? Đeo cái gì kỳ vậy? Đeo sao? Rồi đúng rồi. Mà tốc độ đang xâm mình không nào ơi. Trời ơi gì vậy? Áo xâm mình mà. Thôi lên. Thôi được nhá, được nhá. Áo tattoo. Được nhá. Đây. Xâm mình. Trời ơi xong cái gì ghê á. Còn cái máy xâm thì rồi ba, có gì vậy? Mới mặc vô đây. Mặc chữ gáp. Để đây là chém tới giờ. Chị phải sáng, chị phố. Dạ. Nhanh ơi. Chị phố. Nhanh. Không ai nghe.
Ở dưới này. Người đấy đó hồi ta mua sao quá. Để hỏi vậy hả? Ừ. Để hỏi vậy. Dạ. Còn dư. Dư miếng. Dư miếng. Ở đây hỏi vô đẹp lắm không cô? Đẹp. Nhìn cái hả? Cũng hơi đi cô. Hả? Anh này bán nè mày. 60. Em mới thử điện thoại cho cô coi á. Anh bán giùm em này nha. Này nghe hỏi bán luôn. Bán luôn. Đi đi. Lấy lại đi. Để nó đi. Bán đi. Bán cái đồ đâu quay? Nghỉ quay. Đào lao. Có mấy cái này ra chơi ảo lắm á. Tôi biến gì đến miếng gì vậy? Nước nó nhảy như máy quay kìa. Né cái dòng nước kìa. Bây giờ anh em mình sẽ đi là cái chỗ mà cái chị đó hôm qua tấn mêu với chị ngăn đi mọi người. Chị đó nói là chị hâm mộ anh em mình, thích anh em mình dữ lắm luôn. Nói chung là cái mùa dịch chỉ coi anh em mình chỉ có động lực vậy đó, mình không nghe rõ nữa. Thì bây giờ để mình lại ăn. Chị em thông sinh với tao. Bữa nay bắn áo màu xanh thì thật luôn à. Nè chết thông sinh. Hồi nãy cái lúc đầu video mình có quay mọi người xem cái chị đang nói chuyện như lô tô là chị đó. Chị ép bơ. Chị hoài giác ba. Này họ chắc bỏ lại lô tô luôn, nữa bỏ lại đây luôn quá. Gặp gái cái đứng nhìn hoài. Dòng đời muốn để tiếng ngồi chung em tuy là người dưng, nhưng tối luôn tắt đèn có nhau. Tiếng ca cho đời tiếng ngắm hay tiếng cười, dù như những ánh đèn sân khấu. Số kỳ đa chân anh kỳ đêm may, kỳ đa may kỳ đây còn cả kỳ đây chân anh kỳ đa may. Kỳ đây đi bộ đi xe, đi bộ đi xe. Rồi mà hiện tại người đẹp lấy hồ cũng như là người đẹp bảo ngọc đang phục vụ khách phép cho tất cả chị em cô bác luôn ha. Quý vị thông cảm nha, số lượng khách phép giới hạn, mỗi người ưu tiên nhận vé, mỗi người một vé thôi ha. Là đang phát vé miễn phí mọi người. Lại xanh đi hả? Cũng kỳ ra. Rồi người đẹp bảo ngọc nó vừa hết vé rồi ha. Còn trên tay người đẹp lấy hồ chỉ còn đôi bao tờ cũng thấy cuối tay ha. Rồi không biết là vị chủ nhân nào. Rồi xanh dưới đi nào, dư mình chờ. Tôi thấy cuối tay đến từ người đẹp lấy hồ. Số kỳ ra. Mày gì đây mày? Hồ quay mấy xin được một vé. Ba người con đi ha. Đi ra ngoài giờ đi ồn quá. Nó hút chồng vô. Chị cũng nghĩ là tụi em không lên bữa nay đâu, tại vì mưa. Dạ. Ở đây nè, đâu rồi? Nó rồi, qua đây đi. Đội danh.
không ngờ cái ấm ngưỡng ngoài luôn á. Ở chị ở đâu? Chị ở Sài Gòn. Thế đâu? Chị ở Sài Gòn hả? Ờ, bữa chị thấy em lên qua bên coi chừng hai năm hả? Dạ. Nhưng mà kiểu không biết em lại. Dạ không. Ờ, thế đâu không thấy không, nhưng mà trời, bữa chị thấy cái chị muốn qua Vũng Xuân liền kia, nhưng mà chị đang đi hát, chị không ở trên đó. Dạ. Chị má. Dạ chưa. Đi theo chị đi. Đó, anh ơi. Em rắn kìa. Em không ngon hát sợ rắn thôi chị tới chơi á, cái chuỗi chị em dữ lắm. Dạ. Thực sự hôm qua chị có gửi lời cho anh Phúc yêu thì chị biết là dạ, em nghe rồi, anh nghe rồi, chị nghe sợ lại nha. Dạ chị nói lại đi, hôm qua chị rung quá chị chưa nói hết đó là thôi không có khóc nè. Kính thưa bà con hai họ, ô lộn nói chứ mọi người ơi, đây là team của Thanh Nhã thì chắc là đang trên kênh thì mọi người cũng biết rồi, nhưng mà mình là Lan Hồ nha. Đó, mình đi hát nhưng mà mình là fan của Thanh Nhã từ rất là lâu rồi, nhưng mà không ngờ là sẽ gặp ở đây, tại vì không có hẹn trước đúng không chị? Dạ. Tại vì biết Facebook của mọi người hết á, nhưng mà không có nhắn tin, tại vì thật ra cuộc sống của người mỗi khác, không biết là có làm phiền hay không, cho nên không có dám nhắn tin nha. Nhưng mà vô tình hôm qua mới gặp chị Ngân với Hân với lại anh Tuấn Miêu, ảnh đi chơi là hôm qua có gửi lời rồi, nhưng mà hôm nay vẫn muốn nói lại là tụi em có biết đó, là những cái chuyện mà tụi em làm á, thật sự là nó không phải là những tiếng cười bình thường đâu nghe, nhưng mà nó đem lại giá trị tích cực cực kỳ cho tất cả mọi người luôn á. Là cái chuyện của chị là một điển hình là trong dịch đó, trong dịch hồi mấy mùa dịch luôn, chị biết tụi em từ mùa dịch đầu tiên á cho tới mấy mùa dịch luôn, là chị coi từ cái hồi tụi em còn nhà cũ à, rồi chuyển nhà 800 lần rồi gặp ma gặp quỷ tùm lum đó, là nhờ cái kênh của tụi em nha. Là lúc đó là ở trên Sài Gòn rất là căng, trời ơi không bước chân ra khỏi nhà được luôn, tại vì mỗi nhà là phải cắt hết trơn, đóng cửa cống cổng cao tường luôn. Cơm gạo đồ này kia, là rau đồ này kia là không có đi mua được nữa, rất là stress. Lúc đó rất là stress mà ngày nào cũng nhận tin xấu hết, bạn bè người thân đổi ảnh đại diện đen liên tục, đổi ảnh đại diện đen liên tục luôn, rồi xong mà xung quanh nhà người kia là nghe em ở ngay Bình Hưng Hòa, nghe Lọt Hiu nữa, cho nên là rất là áp lực luôn. Lúc đó ở nhiều lúc chị buồn lắm luôn á, chị muốn buông xuôi với tất cả, mà nói chung là không có tiêu cực lắm thôi, nhưng mà chị không còn động lực sống nữa luôn, không còn động lực để tiếp tục mới đúng, không còn động lực để tiếp tục nữa, có nghĩa là muốn buông bỏ hết thôi, khỏi làm công chuyện gì hết mẹ đi, buồn lắm luôn. Nhưng mà tự nhiên nhờ coi kênh của tụi em xong, chị thấy tụi em đi làm công chuyện nè, để tụi em vẫn vui vẻ, tụi em vẫn tích cực, tụi em vẫn được cái động lực rất là lớn cho mọi người luôn, xong chị cảm thấy có động lực vô cùng luôn á. Bây giờ nói thì không biết là mọi người có cho là đây hồi diễn hay không nha, nhưng mà có những cái clip á lại coi đi thấp nhiều lắm á, tại vì mình cảm thấy mình tìm được cái sự hạnh phúc trong clip của mấy em, nhưng mà mặc dù là coi là thấy vui lắm, coi là chỉ có cười thôi, nhưng mà mình cười quá cái mình khóc luôn, tại vì thấy nó ý nghĩa nhiều. Thực sự là đi coi cũng nhiều kênh lắm, nhưng mà kênh Thanh Nhã là không bỏ tập nào hết, chỉ là gần đây nè, gần đây em bị đau họng, mà giọng hát thì rất là quan trọng, cho nên là không dám thức đêm coi nữa, không dám thức đêm coi nữa, là mấy tập gần đây là không coi thôi, chứ còn mà hở không ra clip có buồn khóc tôi hờn chết thiệt mà. Trời ơi, tôi comment hoài luôn đó, nhưng mà tài khoản của tôi là tài khoản ảo, mấy người không biết tôi là ai đâu nha. Nhưng mà tôi thích ông Sang, rồi tôi thích ông Danh, rồi thích giả thích hết trơn luôn, rồi xong rồi chị Ngân nữa, với lại anh Tư. Trời ơi, anh Tư bữa mém mút Danh rồi, cái biểu mà Danh nghệ tan chị quỷ. Trời vui quá, bữa nay gặp mọi người rất là vui luôn, chút xíu nữa thôi. Vậy em cũng thay mặt nguyên team em luôn cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng có những người fan như chị thì tụi em mới có cơ hội ngày hôm nay. Tiếp tục bằng mọi giá phải tiếp tục nha em, đừng từ bỏ cái con đường này, tại vì tụi em không hề biết được, nếu như ngày chị chỉ là đại diện một số tiếng nói, là một tiếng nói trong số đông thôi, chứ còn ngoài ra những người khác không thể gặp được tụi em, người ta em không biết được là tụi em đã làm được cái giá, tạo được cái giá trị gì cho người khác nữa. Mình cũng không ngờ là có một ngày mà tụi mình nhận được những lời nhận xét nhiệt tình như vậy đó mọi người, những lời nhận xét mà nói chung là sâu trong trái tim vậy đó mọi người, thì mình rất là vui luôn. Những gì anh em mình làm ở đó giờ là chỉ nghĩ là cho mọi người vui, mọi người cười là được rồi, anh em mình đâu có suy nghĩ cái này kia đâu mọi người. Mình không ngờ cái mùa dịch vừa qua là anh em mình đã giúp được chị có nhiều cái động lực hơn đó mọi người. Trời thấy vui dữ lắm mà, idol của team mấy người nè, cái ốp lưng của tôi cũng là hình con lân nè, thấy chưa đó, thích lắm, rất là thích luôn á. Dẹo nè, dẹo mũi hồng đúng không em, dẹo mũi đỏ đúng không, đó, mũi cà chua này kia đó, trời nhớ hết ra mấy người này rồi, nhớ hết trơn luôn, đám bóng, chạy miếu, tù, bữa nay thiếu một tù nữa. Tù nó đi Sài Gòn, nó đang chạy về đây á, mà bữa nay em không biết nó về tới đâu rồi. Chú nó chạy về liền, chú phải nên hạnh phúc, tại vì có hai đứa con quá xứng đáng đó chú, con gặp chú đã lòi ra được hai cục này, quá dễ thương luôn, thiệt sự luôn á. Anh em cảm ơn chị nhiều quá, chị trả thác nữa hả? Đâu, chị xong rồi. Chị này xong. Chị xong rồi. Chị cho em chụp tấm hình đi. Ok.
Bây giờ chị xin mở đèn lên chụp sân khấu nghe. Ok dạ, ok. Đúng rồi. Cho em nó đi nhậu đi, làm gì bên? Không, nhưng mà mình cũng đủ sáng á. Dạ. Mình lên đi, bên bên. Cơm lam nè mọi người nha. Cơm lam Tây Bắc. Ở này là thịt nướng. Thịt nướng. Cái này là mô bin. Mô bin hả chị? Muốn mời gọi là mô bin. À, mô bin sườn hay gắn như cái xe mà chị. Cái vậy cha? Thì là không biết, nhưng mà chị không biết, nhưng mà cái này bên Thái gọi là thịt nướng mô bin. Đó. Cái này là mấy cái xiên que chiên không mọi người? Đúng rồi, xiên que bình thường. Giờ ngồi ăn với chị, chơi với chị cho vui mọi người. Đây ít có cơ hội được gặp chị. Đúng rồi, chị là... không biết là khi nào sẽ có cơ hội gặp lại. Chị ở tới Sài Gòn mọi người. Anh em mình ở đây lâu lắm mới lên Sài Gòn làm, cho nên là không có cơ hội gặp chị nhiều lâu, cho nên là anh em mình ở đây chị không biết nhậu luôn, không uống nước đá luôn. Ờ chị không, nói chung là chị có nhiều lý do để không nhậu lắm. Thứ nhất á là chị giữ giọng nè, thứ hai á là chị chạy như là có di truyền nóng gan. Yeah. Và cái thứ ba là cái quan trọng là chị quy y Tam Bảo rồi, chị kiêng rượu bia. Mấy em cũng quy y Tam Bảo. Nhưng mà không kiêng nha, vẫn uống nha, vẫn quậy. Đây cái lúc mà thầy nói những thế giới nào mà giữ được á. Tụi tôi cũng quên phải không? Không, là một vật rồi lại á. Thế rượu bia cái nào lấy đứng. Trời ơi trời. Kỳ gì? Thôi nhưng mà không sao, tại vì thật ra quy y á là để nhắc mình nhớ là mình sẽ kiêng những cái đó thôi. Chứ ngoài ra là đã gọi là trời Phật là không ai bắt lỗi mình hết trơn á. Kiêng được thì kiêng, còn kiêng không được không sao. Giờ để anh em mình ăn với chị đi mọi người, xong rồi có cái gì hay mình sẽ quay tiếp mọi người xem. Tại vì ở đây hiện tại giờ khá là ồn, với lại bắt nhạc càng ngày càng lớn nữa mọi người nghe đó. Hôm nay đủ nhiều người nha, hôm nay Lê rất là hạnh phúc khi mà tự nhiên hôm nay gặp được, gặp hết, nói chung là không hết, còn thiếu Toàn, Khúc Beo, với lại chú Khánh, đó. Thì Lê nhớ ai thì Lê sẽ nhắc người đó thôi. Thì đó, còn thiếu những người đó là Lê chưa gặp, nhưng mà không có sao, gặp được Thanh Nhã, gặp được anh em ở đây là rất là vui rồi mọi người ơi. Lê rất là thích, thích mọi người lắm luôn, rất là thích. 1, 2, 3, vô. Mình sẽ trộn gỏi đu đủ lên á mọi người. Ôi gỏi ba khía chứ, gỏi đu đủ, đu đủ ba khía. Mình ăn cái này để mình nút rồi, chứ mình đâu có ăn nhai được. Đúng rồi, cái món này giống thi thi á em.
Nhưng mà tiểu thi thì bán đa dạng hơn. Mời tất cả mọi người luôn nha. Nghe mình mời tất cả mọi người. Mời mọi người nha. Mời mọi người dùng nha. Ngon nha. Thấy nó hơi lạc không? Bên đây cây đúng không? Cái bên cây, bên không cây. Bên đây cây nè. Bên đây cây nè. Quốc vừa biết cây. Trời, dưới lên. Mời mọi người nha. Đây, mình mời mọi người nha. Mọi người. Cái vị của nó mọi người cảm nhận nó hơi lạc lạc xíu, mình nghe mùi nó ngon, cái mùi nó đặc trưng đó mọi người, mình có ăn vài lần rồi nghe mùi là biết đặc trưng rồi mọi người, ngon. Thì nãy giờ anh em mình cũng đã trải nghiệm xong những cái trò chơi, những cái hướng vui ở đây mọi người. Còn chương trình ca hát cái trống nữa, nhưng mà cái đó là quay không được mọi người, ồn lắm mọi người. Với lại phần giờ này mình cũng kẹt khách nè, giờ này 9:30 mà còn có khách mọi người thì làm cho cũng cỡ tới sáng. Thì chào tạm biệt chị Lay Hồn. Lay Hồn. Chào chị nha. Hẹn ngày gặp lại chị. Hẹn ngày gặp lại. Thì nhận xét thì đi cũng vui mọi người, nhưng mà bữa nay ít người xíu tại vì trời mưa, đồ ăn ở đây bán thì mình thấy ăn cũng được, không tới nỗi ngon cũng được mọi người. Ok, giờ anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì bấm like đi với kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Hôm nay buồn quá mọi người, chú Khánh dừng tàu á, đi Sài Gòn về mà đi không kịp rồi, giờ này 10 giờ mà chưa về kịp mọi người, sao đi. Thì hẹn dịp khác nha mọi người, chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.